đây là lần đầu tiên Porsche gắn huy hiệu T lên một thứ khác ngoài những chiếc xe thể thao 718 và 911 của mình. Porsche có một loạt các ký hiệu trang trí chữ và số mà hãng triển khai thường xuyên để mô tả các mẫu xe khác nhau của mình. Mọi thứ từ S đến 4S đến GTS đến GT4 đều có thể tìm thấy ở đuôi xe và SUV của hãng. Vào năm 2023, một trong những tên gọi đó, T, dành cho Touring, lần đầu tiên tìm đường đến với một mẫu xe 4 cửa. Chiếc Porsche Macan T 2023 nằm giữa Macan cơ sở và Macan S tầm trung, Macan T gói 4 xi lanh tăng áp 2,0 lít giống như trong mô hình cấp nhập cảnh, cung cấp 261 mã lực và moment xoắn 295 pound-feet thông qua hộp số kép PDK7 cấp tiêu chuẩn. Chuyển động ly hợp. Nhà sản xuất ô tô Đức cho biết hệ thống chuyển động này hoạt động tốt với tốc độ 5,8 giây từ 0 đến 60 dặm 1 giờ và tốc độ tối đa 144 dặm 1 giờ. Không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là những ước tính hiệu suất xuất xưởng tương tự như Macan tiêu chuẩn khi được trang bị gói Grenoble thể thao tùy chọn đi kèm tiêu chuẩn trên chiếc T, điều đó khá nhanh. Nhưng cũng khá e ngại so với các biến thể mạnh mẽ hơn như Macan Turbo, đạt tốc độ 60 dặm 1 giờ, khoảng 3,5 giây. Ngay cả với những con số công suất tầm trung, Macan T vẫn là một người biểu diễn khá năng động. Theo nguyên tắc chung, Macan nhỏ gọn của Porsche từ lâu đã trở thành một trong những chiếc crossover SUV có khả năng xử lý tốt nhất trên thế giới. Với hệ thống quản lý hệ thống treo chủ động của Porsche PASM tiêu chuẩn, thanh chống cuộn chữ T cụ thể và giảm gần 130 pound gánh nặng lên trục trước so với các mẫu xe sử dụng động cơ V6. Macan T 2023 sẽ vẫn sắc bén để lái xe ngay cả khi không có vector moment xoắn tùy chọn và hệ thống treo khí nén. Porsche đã không công bố con số tiết kiệm nhiên liệu cho T. Nhưng với mối quan hệ cơ khí của nó, thật an toàn rằng những con số đó sẽ không đi xa khỏi thành phố không ấn tượng 19 dặm galông. Đường cao tốc 25 mpg và ước tính EPA kết hợp 21 mpg của Macan cơ sở ngày nay. Ngoài đồng hồ huy hiệu trên cửa xe, bạn có thể nhận ra Macan T 2023 trên đường phố bởi bộ la răng thiết kế Macan S20 inch hoàn thiện bằng titan tối màu, cũng như gương sơn màu xám tương phản, cánh lướt gió và đường viền phía trước. Chúng tôi không chắc phần sau đặc biệt thành công trên mô hình có màu sáng hơn được hiển thị trong những bức ảnh này, lớp sơn thân tối hơn có thể trông gắn kết hơn. Ở bên trong, Macan T có vô lăng thể thao GT có sưởi tiêu chuẩn cùng với các chi tiết sọc Sportage độc đáo trên ghế chỉnh điện 8 hướng tiêu chuẩn. Những tấm tựa đầu có huy hiệu Porsche được chạm nổi. Chỉ khâu màu bạc và tấm ốp nhôm Macan T màu đen đặc biệt tạo nên những thay đổi trong cabin. Porsche vẫn chưa công bố giá cho chiếc T, nhưng đâu đó khoảng 60.000 đô la Mỹ có vẻ hợp lý khi xem xét rằng con số khởi điểm như vậy sẽ chia nhỏ MSRP cơ bản của các mẫu xe gần nhất trong phạm vi. Porsche Macan T 2023 sẽ có sẵn để đặt hàng vào đầu mùa xuân năm nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!